Đây hôm nay mình ngồi đây câu thì rất là đặc biệt nhá, người dân người ta cũng mang cá xuống để tiến ông công ông táo về chơi nào, sau một năm vất vả đây. Mong rằng mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người nhá. Đây hồ hôm nay rất là nhiều chủ hồ cũng đang làm lễ để đưa ông công ông táo lên để báo cáo một năm nhá. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày ông Tông ông Cáo cho nên là táo, cho nên hôm nay chí chủ chúng con cũng có hóa vàng cho tất cả các ngài đông trừ tứ mệnh táo phủ thần quân và các ngài bản gia thủ địa long mạch duyên thần ở khu vực hồ Đèo Lai này ạ. Hóa một số cá chép rồng hóa vào xuống biển lớn. Đây là toàn bộ số cá của mình thì hôm nay mình sẽ hóa xuống và sẽ thả xuống biển lớn theo như phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, là ngày 23 tháng Chạp tiễn đưa các cụ táo công táo quân chầu trời và cũng là đón một năm mới của táo phụ táo quân của năm 2021. Nay chủ chúng con có hóa rồng hóa vàng đó nhá, cũng mong là một năm đã qua là một năm mới làm ăn phát tài hơn ạ, coi như đã xong ạ. Đây người dân đang mang cá đến hồ Đèo Lai để phóng sinh đây. Để tiến ông cáo táo về trời nhé các cụ nhá. Đấy. Trước đây thì cái phong trào này ở đây thì nó cũng chưa có lắm các cụ ạ, nên là mới mà gần đây thôi, thì một vài năm trở lại đây thì người dân cũng thả cá phóng sinh để mong nhiều cái may mắn này, nên là hôm nay mình ngồi đây thì chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều người đến đây thả đây, dự là sẽ cá hồ sẽ có một cái lượng cá mới sinh nữa. Đây nhá các cụ nhá, dòng người vẫn tiếp tục mang cá đến thả phóng sinh tại hồ thủy lợi Đèo Lai nhá. Hôm nay là đúng là mình đi câu vào ngày 23 này, có những anh em thì người ta sẽ kiêng không đi câu, nhưng mà mình nhân tiện hôm nay đến tác nghiệp tại hồ thì có ghi nhận những cái trường hợp mà người dân mang cá lên thả để cũng tiến ông công ông táo về chơi đấy nhá. Đấy, trong đó có cả trẻ nhỏ đi tham gia cái hoạt động này, một cái hoạt động rất là ý nghĩa trong cái những ngày này về cái công tác tâm linh. Đây thì mình không đứng trực tiếp ở đấy, mình ở xa mình kéo lại đây, mong rằng các cụ xem nhớ ủng hộ cho kênh Miền Quê Đông Bắc nhé. Đóng cá, đóng cá, đóng cá. Giờ này còn lai, còn chim nữa, tí nó tuột đi là xong. Chép các cụ ạ. Chắc là em phải tạm ngừng ở đây để em bắt nó lên đã rồi. Đấy thôi. Chứ về một tay cầm máy, một tay dòng thế này thì không thể nào. Ui. Thôi em dừng tại đây đã nhé, để lát nữa em lên cá cho các cụ xem thế này. Một tay cầm máy mà một tay ấy này thì chép là chắc rồi, nhìn thấy con chép rồi. Đây đúng ngày 23 tháng Chạp nhá. Là mới bắt được con chép này để hôm nay không biết các cụ táo là có cưỡi con này không. Mà thường là hôm nay người ta kiêng nên là hồ khá là vắng, là có vài ổ thôi, bốn ổ. Đây. Đây các cụ nhá, sản phẩm của em nhá, bây giờ em sẽ ra để vợt, không có vợt em sẽ xuống bốc bằng tay nên là không quay được, các cụ thông cảm nhá, em sẽ xuống bốc nó lên đã, sẽ để xem nó như thế nào, con cá 23 nó như thế nào. Tạm dừng đấy nhỉ. Đây là sản phẩm của em nhá các cụ nhá. Con chép đầu hai. Chắc tầm hơn 2 cân, tí rồi nó cũng đóng khá là đẹp. Bốn móc này. Đây các cụ thông cảm, em có một cái lượng người nước ngoài xem ấy, người ta không biết là Việt Nam mình câu kiểu gì đấy, nên là nhiều khi em lấy cận cảnh một tí để cho người ta xem nhé, chứ không thì họ bảo là không biết câu kiểu gì đây mà lại được cá. Đây nhé, con cá 23 đầu tiên của em nhé, nói chung là đẹp đấy. Ăn rồi, bé rồi, chắc cả bé rồi không ạ. Ôi dạ, thế Huy Bảnh lấy con này nhé. Chúi giỏi rồi. Thịt mẹ đã thua cái thằng dịch rồi. Sao hơi nháy mà nhận được cá nào. Hả?
Trôi, trôi, trôi rồi, Huy ạ. Mày có lấy trôi về ăn thì lấy này. Hả? Rô phi hay cái gì đây? Trôi. Trôi, trôi. Bà đứa đâu luôn rồi. Bà đứa mồm ấy. Ai? Này. Khẩu bóng. Vào, vào. Ủa đây thịt. Ngon ngay. Cái đó, không có đâu. Có phải cá to đâu mà. Lại trôi tiếp vô, chắc mày mang trôi về làm lẩu cho bọn nó ăn đâu mày ạ. Trôi dòi thôi này, trôi đó mà, nhìn kiểu đi này kìa, ôi dạ, trôi to phết. Trôi, trôi, trôi. Mồi bột. Thế, sao mình ngồi từ nãy không thích trôi đi? Không thích trôi đi. Vào ngồi tí, trôi, thua chưa? Trôi này ở hồ này có thiếu đâu. Ô lô, mẹ con này to lắm. Không, sao lại ba? Con lấy rồi. Con này được ạ. Khỏe. Đáo chứ đẹp. Đây nha, con cá của ngày 23 đây nha. Con chép thì mình con chép mang về, còn con trôi thì phải nướng luôn. Đây ổ vẫn đang câu đây. Thôi nướng con cá này về để cho anh em ở đây ăn đấy.